cực kỳ đau cầu, mất tay luôn. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Đó rồi, nào thủ đi. Máy luôn, tôi chưa mát máy rồi. Rồi cài lưới rất lắc. Tấn công, vẫn còn, tấn công, vẫn còn rồi, hay. Rất bất ngờ nhưng mà vẫn chưa thể làm được. Không biết đánh xong 3 cầu này thì anh em có đánh được không? Câu một pha né cầu chính xác. Trận chung kết giải cầu lông vô địch câu lạc bộ Mizuno lần thứ 2. Phía gần màn hình, cặp đôi Sơn Quân và đối thủ của họ là cặp đôi Thủy và anh Đức Lùn. Các vận động viên sẽ thi đấu một set 31 cách 2. Thủ hay quá. Rất tự tin. Từ lâu rồi anh cũng rời xa các giải đấu. Rất hiếm khi thấy anh thi đấu các giải đấu. Nhưng mỗi lần thi đấu thì... Vâng, cầu trượt lưới đã khiến anh 5-6. Bản cầu rất căng. Chung kết rất căng thẳng. Đúng rồi, bắt cầu như kiểu các vận động viên thế giới vậy. Rất tốt.
vẫn không ăn được. Bên này thủ quá lì. Rất bất ngờ nhưng mà vẫn chưa thể làm được. Vượt anh xong ba cầu này thì anh em không. Một pha né cầu chính xác. Được rồi. Sơn thủ rất hay. Đường xoay chuyển kịp rồi. Đổi vị trí sang. Đúng rồi. Mình luận viên thì thực sự là nhiều khi phải chéo một chút để cho anh em xem nó vui và hay hơn. Rồi tiếp tục là một tình huống rồi. Sau nhiều tình huống đánh nhau. Tấn công. Tấn công vào đâu? Đường ấy rất hay rồi. Tấn công với Quân. Thì họ đã chuyển lên đánh đường rất nhiều. Vâng. Rất chắc. Vào bắt tôi. Tấn công. Rất là sung. Thực sự là chưa bao giờ tôi thấy Sơn đánh hay như này. Rất hay. Phòng thủ. Phòng thủ. Tấn công. Hát tốt. Không thì Sơn còn chuyên về Mizuno. Tấn công. Tấn công cực kỳ nặng. Rồi cài lưới rất lắc. Tấn công. Vẫn còn. Vẫn còn rồi. Hai. Này chắc tay run lắm. Rất quyết đoán. Tấn công.
Rồi, tiếc quá. Thi đấu của tôi anh em ạ, tôi mà anh quân bật rất cao. Cho anh quân về phía sau ạ. Vẫn vẫn bọc được, rất hay. Vẫn còn. Ôi ôi ôi. Hai điểm số nữa. Rất chủ động tì lưới của anh Quân. Đừng. Vẫn còn, xoay chuyển rất hay. Anh Quân đánh quá hay. Dưới rồi. Nào. Vẫn lên kìa. Vẫn lên, vẫn lên được kìa. Bom. Không ăn được. Thấy xong rồi. Ôi vẫn qua bằng một pha bóng ăn qua được điểm không? Thoải mái đấy, thoải mái. Chưa thấy qua. Thoải mái đấy. Đây, một pha cầu cứu cầu quá xuất sắc của anh Quân. Khéo léo. 21 này. Tiếc quá, tiếc quá. Không ăn được, một pha bật chủ động. 33-31, vâng. Một pha phải nói là lội ngược dòng, thực sự là lội ngược dòng. Cặp đôi Thủy Đức đã có hai lần có cơ hội kết thúc trận đấu, nhưng mà cuối cùng họ đã bị dẫn ngược lại và để thua.